Trước đây mà lợn này nó có xây như vậy chưa? Trước đây mà lợn nó chưa có sữa. Bữa nay đi shop chợ An Đông chơi. Nó có máy lạnh nó dễ chịu hơn ở chợ Bến Thành rồi nha. Với chợ này nó không có nó thấp như chợ Bến Thành. Mình đi xuống tầng này đi. Một chút xíu mình mới trở lên tầng trên. Sạch sẽ nữa. Hai bên cánh luôn. Bên đây thì bán những cái đồ khô như bông bóng cá, tôm khô rồi đó. Mình tới đây là đầy đủ cà phê đầy đủ. Mình đi đây chút xíu mình lên tầng trên là bán quần áo. Không? Thấy đẹp không? Vô trong mẹ đi tiếp này, mẹ nó chặn, mẹ chặn đường á. Ở phía sau nó có mặt sau nữa. Ừ. Bún mắm vừa cơm vừa bún đầy đủ hai bên luôn, và cái chả xíu mại. Đây bên này nữa nè chị. Anh nó đi chung á, để ra ngay. Dạ đây bún tôm nướng là 80. Dạ bánh hỏi nên nướng không mà chỉ có 50 thôi. Đây là giống như bún thịt nướng chả giò nè. 50 lần. Còn ở đây bún thịt nướng chả giò 55. Để cho chị ăn hạt cẩm thì có tôm nướng thì là 120, còn chị không ăn tôm là chỉ 50. Cái bánh hỏi nem nướng. Đừng ăn tôm. Mà bánh hỏi nem nướng. Không, chị no chị uống nước thôi. Giờ cô lại ngồi đi. Rồi. Hôm nay thì có sinh tố. Để mình kêu đi sinh tố. Diễm muốn sinh tố nào Diễm? Cho 2 ly đi. Đây là hồi nãy Kevin nó uống sinh tố Sokoche có 35.000 thôi à. Bây giờ chị một cái mãng cầu. Diễm qua trái bơ rồi Diễm. Trái bơ Việt Nam nè, hết sảy chưa? Bơ này sao chị không thấy nó nhập vô Úc nha. Bơ này là hết sảy luôn á.
luộc nó màu vàng luôn đó, mà hả cái hộp nhỏ xíu thịt không à. Cái sô cô chê, cà rốt, mẫn cầu. Ủa cái này là không phải là đồ mũ nha, cái này là tươi luôn á, là trái mẫn cầu thiệt luôn đó. Chanh dây. Vậy đây là uống sinh tố là số 1 rồi. Chanh dây thì ngon. Anh cũng có bán há cảo nữa anh hả? Há cảo hấp luôn á hả? Anh mở cho em coi cái anh. Cũng ngon quá ha. Một phần vậy nhiêu vậy anh? Dạ, từ theo chị à, 50, 70, 80 cũng có. Một phần thì 50. Lấy em một phần 50 đi. Dạ. Biết lợi đi. Giờ một hồi đem qua bàn kia cho em luôn ha. Rồi. Nước mắm nè. Dạ. I should have got a new one. Sure, you can have some. Ngon không Kevin? Hả? Cũng được ha. Ăn cho đã đi. Út qua đây ngồi nè Út. Út qua đây rồi. Sabo á, cái này nó có hai cái chứ Sabo thế rồi. Cái này mà bỏ miếng cà phê uống ngon trời lớn thành đó, biết á. Mãi biết kêu nó cho miếng cà phê vô. Wow, dễ hiểu. Này là dừa phải không? Mặn cầu xiêm. Chợ này rất sạch sẽ luôn. Rồi. Cái này có nước đường. Lấy cái nĩa cho mẹ cho nè. Thôi ai thử cái chả giò coi. Cái này hơi nhiều quá, hấp dẫn quá ha. Cái giá gì đâu có mắc luôn, chất lượng luôn không có mắc nữa mà đồ ăn ngon nữa. Qua thử cái chả giò nó giống như chợ mình. Qua ngon hơn hơn lại cái chợ mình thì nó làm bằng cái chán, nó làm bằng cái da bánh bía hả? Bánh chán ngon hơn ha. Ngon ha. Ngon quá. Ngon quá. Sao không? Không ăn thử, so sánh. Cái nem nướng nó ngon quá. Ngon vậy? Mít. Mít là bơ với dừa. Bơ dừa mít. Bơ dừa. Rồi nhìn cái ly bơ nè, ly bơ chất lượng luôn á. Rồi nó vàng ánh luôn á. Bây giờ hai chị em mình thử nè Diễm. Tại nãy mình cũng ăn no, ăn cơm ở nhà rồi bây giờ ăn ít thôi, chút xíu đi vòng vòng tới chiều á thì kiếm cái khác ăn nữa. Thử cái này đi. Xíu mại là có một xíu mại. Xíu mại Diễm ăn đi Diễm. Có tôm không? Hả? Có tôm. Để chị ăn thử cái này coi ngon không nha. Hả? Cầu riêng á hả? Được chứ. Được. Dạ. Cái này của Ahea luôn, của Ahea luôn hả? Shop luôn hả? Mấy shop Ahea? Ahea ở đây mở mấy shop thầy? Ba shop của Ahea luôn á hả? Đâu rồi. Vậy là chùm ở đây luôn rồi. Không có chùm đâu, cũng sống qua ngày à. Còn tụi em là sinh đẻ Chợ Lớn hết rồi. Chợ Lớn là khúc nào? Quận 6 Bình Tiên á. Bình Tiên quá, cũng nhà Bình Tiên nè. Cây gõ. Đúng rồi, qua bên chợ mình gần mời chợ Bình Tiên. Chợ Bình Tiên á. Anh em biết cây gốc Vua Điện không? Vua Điện Hậu Giang không? Biết. Ở đó.
Chết cha, đắt quá, lên nó tâm sự không được. Đắt quá. À, Việt Kiều các bà. Từ á, gần tới Hưng Bình đó. À, bên nhà của em á thì Hưng Bình, ổng à, thì Bình Tiên. À, thì Bình Tiên ngang cả từ Trần Gia Phát Hưng Bình đó. Ừ. Không chừng nào quen biết á. Một trong cái hẻm là 164. À, 164 Hưng Bình đó hả? Ồ, à. À, vậy bác á, bởi vì cái người này có phải là không, quen không? Không, cái này là lính. Lính hả? Sao thấy cái người này quen lắm? Tại vì giống cái khu trong trọng ra mà. Thì nó trong Bà Điểu á, Bà Điểu á, buổi sáng rồi bác đi cứu. Trời ơi, Ahia gần cái chỗ bánh canh cua 300 ngàn không? Không, không, chưa tới. Bà Hưng Bình đó, bả của bá bánh canh cua 300 ngàn á. Phạm Gia Trí lên là Hưng Bình rồi. Hưng Bình đó. Dịch quay hồi xưa đó, dịch quay hồi xưa là số 1 của đó đó, à hê ơi. Góc không được quá thì ở bên đó đó, nhà đó, dùng một căn ở bên Bảy Sậy, Bảy Sậy cầu Ba Cẳng. Biết hết á, biết hết á, vòng như đó hả? Ừ. Em ở ngay chỗ góc ngã tư bây giờ bán tiệm vàng Kim Hưng á. Kim Hưng hả biết? Kim Hưng rồi chứ. Bà con hả? Không có bà con, cái thằng cục chèo tôi đó là chơi với ổng là thân nhất. Đó. Giàu lắm, trời ơi, nó tiều quá. Nó bây giờ nó đổi là Kim Yến. Đổi là tại nó cho được hoài, năm nào cũng cho. Tụi em ngay đó luôn á, tại đó đó. Thì đi lên Hương Bình mấy bước hả? Đấy, đây. Chè. Dạ chịu quá đi chợ mà nhìn bà con thôi à, nói chè là. Bây giờ nó đổi là Kim Yến. Chè sầu riêng, nhiêu à, nhiêu ly à? Chè sầu riêng nè, ly này có 35 ngàn thôi. Mình thấy không? Ngon. 35 ngàn là bao nhiêu đô? Có 2 đô mấy à? 2 đô à? 2 đô Úc à? Xin cô miếng đường đi. Xin miếng đường nữa. Cô cho con miếng đường. Ở đây có tiệm vàng. Cái vàng bên đây là vàng 18 anh hả? Ý hả luôn á hả? Hả? Vàng này là 2/9 chứ không được 4/6. Cái mâm này là 2/9. Còn mấy cái này là vàng ý hết hả? Vòng ở đây là mấy cái vàng ý không ạ? Thì ở Sài Gòn này thì có 3 chợ. Một là chợ lớn. Hai là chợ An Đông. Ba là chợ Bến Thành. Nhưng mà mình thấy đi chợ lớn với chợ An Đông thì dễ mua đồ hơn là chợ Bến Thành. Chợ Bến Thành rất là khó mua. Mấy mẫu vàng nè. Mình cho coi mấy cái mẫu vàng nè, rất là đẹp luôn. Nhà lớn luôn đó nha. Xem đi chị. Rất là nhiều kiểu đẹp. Để mình quay, mình về bên Úc mình đăng lên. Mình cho mấy bạn ra chợ mình nó buôn bán như thế nào. Bán quay cho bạn hiểu em luôn rồi. Ở đây là sống luôn. Ở đây là Nhật Tân. Tiệm vàng Nhật Tân, vàng bạc đấu. Đá là đá đỏ. Dạ. Còn đá này đá xanh luôn. Chung nó luôn mà nó có nhiều màu. Ừ. Cái này mình đeo chứ nó đâu có lò lên nước hả? Lên nước hả? Đá thì nó bóng chứ mình đeo thì nó tiếp xúc với nước thì mọi người nó sẽ bóng chứ. Ừ. Còn đây thì chậm. Mặt đẹp quá ha. Ở đây mình còn cái chuyện như này đá cẩm thạch này. Ừ. Để bây giờ con chị nó đi coi từ từ ha. Ừ. Dạ được, đây là tiền cẩm thạch. Ừ. Ngoài ra em còn có mặt ở dưới này, mình không ôm trên này em có thể xỏ cho mình mặt cẩm thạch như này chị. Ừ. Cái đó là bọc vàng 18 ha cô.
đúng rồi, cái đó một vàng 18 á chị. Em mời chị qua đây coi. Ở đây là mấy cái đá cẩm thạch, người ta một vàng 18 nè, rồi một mấy cái hộp sòn nữa đó, hộp sòn mà giống hộp sòn Mỹ rồi chắc ha. Dạ đúng rồi, hộp cao cấp á. Mẫu mã ở chợ nè, ở chợ ăn đâu rồi bán mấy cái tiệm vàng á, mẫu mã rất là đầy đẹp đúng không? Muốn kiểu gì cũng có hết trơn á. Này dưới đây nữa nè, cẩm thạch nè, quá trời luôn, bao la mặc sức mà lựa. À con muốn nào, cái nào con hỏi con, nó, này con hỏi chữ cẩm thạch không, mặc chữ gì này, một cái mình cái này 408 đá màu đá đá, đá trắng. Ừ. Đây đang bự. Nó là bự hơn người ta. Nó có bự hơn hả? Thấy nhỏ nhỏ đẹp hơn. Nhỏ nhỏ đẹp hơn. Ừ. Đưa ba cái nhỏ bự hơn tí. Có nhiều màu á, con muốn lựa màu nào? Thường thường á nó thích mấy cái màu vàng vàng á. Mấy cái đá đó. Trắng đẹp hơn. Này đẹp. Hơn. Hả? Ma bù. Ma bù hả? Này bây giờ cái này loại này đá gì? Dạ đá cẩm thạch bạch ngọc. Nó có lên nước chưa? Có chứ. Lên hả? Lấy nè chị coi nè, nếu mà mình đeo ha, mình chỉ có mình lấy cái áo của mình hay đánh nó vậy là nó lên nước thôi. Ừ. Đó, nhiều sâu nè, em coi em chọn sâu nào. Con thích sâu nào? Không biết. Bên trong đây thì bán đồ chấm khô. Chà ba mươi khô. Mình quay vậy á, nếu mà ai mà thấy tới ủng hộ cho chợ này bán đồ rất là nhiều. Em quay trước. Ở đây có bán cà phê nữa ha, đủ loại ha, cà phê hột xay á. Còn dài phía dưới luôn, quá nguyên cái dãy này là bán những cái đồ chụp khô á. Trời cho đi. Này thử đi. Thử. Chị thử không? Nửa ký hả? Đây gì lấy thôi, nửa ký. Này là xoài sấy dẻo à. Mua ớt luôn á hả? Dạ. Là hai cái nó giống nhau hả? Dạ. Hồi nãy nửa ký vậy nhiêu? 101 kìa. Nửa ký 101. Dạ, thử tóc không? Dạ, tóc ớt là cũng ngon. Mận ớt nữa ta. Này bên giải bên đây là mấy cái này là vi cá nè, bông bóng cá nè, mực cua bán đầy đủ hết. Bông bóng cá quê thiệt luôn đó. Cuối cùng mình cũng mua. Để nhà chặt nhà phòng. Lần nào về mà cũng ở có mực đó à, có mực đó. Thôi. Vậy được rồi, con trả tiền đi. Xào, có sao nhiều khi mình về mình lâm nước mình xào, cải nhưng gì. Cái đó là cũng ngon lắm rồi. Đúng rồi. Nhưng mà em bán cái loại 1 triệu mấy là loại ngon đó, chứ còn loại mà có mấy trăm ngàn ký không có nữa, nhưng mà nó rang á, nó chiên dầu á. Nếu mà mình hỏi xong đó cái gì mình sắp về đó thì mình chạy ra đây mình lấy. Bây giờ mình có cái số phone rồi. Có hồi đó có gì chị điện gọi cho em. Rồi ra đây chị coi vừa ý em hút kinh xong thì chị nó gọi. Tại cái đó nó phòng nó nhẹ cân á. Mình coi chị 6 cô. Dạ. Là ra muối á hả? Dạ, là gói nửa tí nó tắm cho nó. Có
có sùng bán mua ha. Đó. Vậy thôi, không có cá á. Đó là 1 ký thôi, đó là 2 triệu 8 thì tính. Cái đó mình nó phải ký rồi, 1 ký á. Ký nó nhẹ cân á. Dạ, con là con bự á. Thôi, con đây là bự á gì á. Có kia là nhỏ 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 không à. Nhầm loại có cá rồi, vậy mình xài á, bỏ nhiều lắm. Con gì mình nó nhắn nhắn này không lên bán hồi. Có lần á, có lần mình mua con bố cá mà ra muối á, nó không có phải nhiều gì. Không, quen cho nhỏ về nha. Đúng rồi, nó nhỏ nó mới ngon. Đúng rồi, nhỏ mà nó vàng. Ngon lắm, đúng không? Nhỏ hay rẻ, con lớn hơn mắt. Càng lớn càng mắt, mực vậy thôi. Chứ sao, có người ta thích ăn cái vị gì nó ngon, mà cái vị thì không nhầm người đâu không ăn. Ờ, tao không ăn á, tao biết ăn ta gì vừa đó à. Rồi nhỏ nhỏ, quen nhỏ nhỏ vậy thôi à nha. Không có bình ngâm á, nó già, nó dẻo ngon, dẻo ngon. Ừ, còn kia phần chất cọp rồi bán rẻ. Đúng rồi, mấy trăm ngàn tí hả? Tiền là của lấy luôn. Nhưng mà mình ăn là cũng ngon. Nấu súp cuốn cá cũng ngon. Chị nấu lẩu chị xài được đúng rồi cũng ngon. Chị nấu canh gà hay gì á rồi chị bỏ vô thằng bỏ vô cũng ngon. Canh là gà chị bỏ sắt á. Ừ. Chị bỏ một tí đúng rồi. Bột mình có cái sốt hơn là khi nào mình xuất về là mình nhiều coi với mình dạ hỏi khó thì mình nhiều. Lên tầng trên nè con coi mấy cái mẫu đi qua cái bên mẹ mấy cái mẫu quà luôn nè em á tại bạn con rồi con mua lông môi giả rồi con biết con mua được cho bạn con mua mấy này con coi trước đi con coi trước rồi con đừng có hỏi lấy bên đây nè bên đây nè ngủ mẫu nè bây giờ mình lên tầng trên. Tầng trên đây là bán vải cũng có mấy cái tiệm vàng đó nữa mà. Hà Long Mi nè. Chị quay mấy mỹ phẩm của em á. Ở đây bán đầy đủ hết trơn á. Mỹ phẩm Nhật, Hàn đều có đầy đủ hết. Kẹp nè, bên đây bán hàng kẹp. Rất tốt. Chị lấy keo. Cái nào mua ba hộp tặng hộp cô? Bất cứ luôn. À, mua ba hộp tặng hộp. Nhưng mà lấy gì? Được chứ con muốn lấy cái nào ăn không? Lấy mẫu khác cũng được có tiền. Có mẫu là đẹp đẹp mà nó tự nhiên á, cứ đem đi chơi. Bên đây cũng có bán kèm là tiệm Quỳnh Chi. Ở đây là tiệm Quỳnh Chi. Bán đầy đủ hết. À, bên đây là cũng bán lông mi nè. Bán đầy đủ mỹ phẩm. Mấy cái kèm nó bán sao? Có thì em bán giảm hay giảm giá cho chị. Vô đây cứ coi xong đi. Cái giá trên chị lấy nhiều em giảm 10% cho chị. Cái kèm này là cắt móng hả chị? Dạ, cắt móng cắt da này chị. Có cắt da, cắt móng này, có cắt khóe luôn. Cái này là, cái này nhiêu cây chị ha? Chị, cái này là em bớt cho chị, em tính chỉ 95 ngàn thôi. 95 ngàn hả? Bớt 10% đó chị. À. Còn à. Riêng kèm lâm này mà chị lấy nhiều là bớt cho chị 15%. À. Lấy cho mình cây này đi, cắt móng phải không?
chị cắt móng chị lấy kìm lâm đi cho nha. Kìm lâm nó chắc là chị. À. Tại bên bác sĩ mà. À. Kìm lâm bác sĩ kèm. À. Bây giờ chị giới thiệu cho em một cái cây cắt da với một cái cắt móng. Ở đây em bán thì giá này là theo giá người ta mua sỉ mua nhiều luôn. Tại chị coi này em bán sỉ, em bán số lượng. Em bán là rẻ hơn trong công ty luôn á, tại mình đây mình có mức chiết khấu. Với bên mình có mi nha. Có mi bán đầy đủ. Mi mới nhất của em luôn nè. Dòng này là dòng mi mi trong nè. Không thấy cái sợi gân luôn. Mới nhất của em đang vô hộp nên là nó. Với mỹ phẩm đầy đủ hết ha. Dạ, ở đây bán đầy đủ. Nhật. Nhật nhật như nãy em nghe chị nói là chị cũng đúng rồi, mấy cái này nhiều lắm. Loại này là loại thép, một loại là loại inox. Khóe này chỉ có mình em có thôi nha, vậy khóe. Cái này là khóe nè. Cái này móng inox, cái này là móng thép. Ừ. Cho chị coi nè, kèm khóe này mới đẹp lắm. Này khóe này chị. Khóe này cái móng. Mình mà quay vậy nha, mình có mấy người bạn làm móng là mấy móng nó về đây nó mua đó, nó biết chợ của mình đó. Tại vì lúc trước á, bạn mình đó là nó đi chợ Bến Thành không à. Bây giờ mình biết á, mình giới thiệu là tới chợ đông sỉ mà không có thách nữa. Dạ, đúng rồi, nó dễ mua lắm. Cái này dễ mua lắm chị. Chị mua số lượng nhiều là người ta sẽ bớt cái tặng cho chị. Đúng rồi. Là gì? Dạ, kèm khóe của em rồi, chị coi bao đẹp luôn. Chỉ có đây em có thôi. Mới, có một mình em có thôi. Lấy một hồi lấy cho mình một cây này đi ha. Dạ. Với chị cái kèm khóe này nè là 150, chị lấy 5 cây em tặng chị 1 cây. Cứ 5 cây là em cho chị 1 cây. Kèm khóe bây giờ mình lấy 1 cây thôi. Một cây gì bớt cho chị 10.000 đi, là tính chị 140. Dạ. Cứ móng một cái da với cái khóe đi ha. Một cái móng cái cắt da phế giò 3 cây đi. Để sao bớt cho mình là được. Yên tâm bán giá trị để chi quay để mình cho còn giới thiệu nữa chứ đâu phải là bán để thôi. Đúng rồi, mình biết mà mình biết chợ mình nó hồi nào giờ không có nó thấp đâu. Không không phải như Bến Thành đâu. Đúng rồi, em đang bán bánh xèo nè. Tại vì mình đi chợ được quen mà mình ở khu vực ở trong đây mà mình giới thiệu để người ta tới đây. Bên đó mấy chị đó là có cái lông mi tụi em có lông mi này rất là mới nè, lông mi gân trong luôn. Đó, mấy chị xài làm tới mười mấy lần mấy chị mới bỏ lần mà đẹp lắm, ốm lên là vô mắt và vô khớp luôn á, rất là tự nhiên. Nó là gân trong, còn những cái thằng mi kia là mi có cái đường chỉ. Dạ. Cái này là tự nhiên hơn phải không? Cái này nó tự không nhiên thấy luôn, nó không đó. Thấy luôn, chị gắn lên đó. Là nó không thấy luôn. Cái này một bộ, cái mẫu này là 180, năm hộp em tặng cho chị một hộp, 10 hộp em tặng chị ba. Bên đây tụi em có chương trình này mua về cho người ta mua về bán lại luôn. Dạ, mấy cái gân kia là bình thường. Mấy cái kiểu ti ti này là giờ mấy đứa tụi nó thích này chị. Nó tự nhiên hơn. Dạ. Cái thằng này là dạng như vậy thôi. Nó dày, cái này là dày. Nhưng mà cái gân này nó không có đẹp bằng cái thằng này, thằng này gân trong luôn. Gân trong luôn. Trong. Bây giờ người ta xài cái này không, không ai xài cái gân này nữa hết trơn á. Má là lấy cái số này. Chị coi nè, như đông mi thiệt luôn, mềm xèo luôn. Có cái đầu lớn đầu nhỏ phải không? Đây là đầu lớn đầu nhỏ, chính xác. Đầu lớn đầu nhỏ. Giờ nhìn là chọn cái phơm mắt của mình luôn. Cái số 8 cho chị. Cái số 8 là coi như là nó là cái số mà tự nhiên mà nó bây giờ lấy cho mình 3 cây kèm đó trước để mình tính tiền trước ha. Là tổng cộng nhiêu? Rồi lông mi thì nhỏ gái nó mua bên đây. Để mình xe ra, tức là mình xe ra để mình mua một bên cho nó vui. Là có những mẫu mới em giới thiệu, có những tiệm khác người ta không có mẫu này, em bao hết chợ. Đúng rồi. Có mẫu này. Mẫu này đây là của em mới nhất hết chợ. Mới nhất luôn, không ai có trơn. Chị, coi lắp dưới đây đi. Trời nó đẹp dữ lắm. Cái này mới luôn á hả? Cái mẫu này thấy đẹp rồi. Quá đẹp luôn. Lắm luôn. Chị ơi, cái này là mấy cô lớn tuổi là xài được luôn nha chị. Đó, mấy cô lớn tuổi mà thích tự nhiên là xài cái này được luôn. Như lông mi thiệt luôn. Mà chị biết không, gắn là không có cảm giác luôn. Nhẹ hiệu Chị em ngủ được luôn. Không có thấy luôn nè. Cái lòng gân trong mà. Cái sợi của nó là sợi gân trong chứ không phải giống như mấy cái. Hay quá. Đẹp quá. Để cái kiếm này chị trước. Cái này chị đẹp ghê không? Coi như là gắn mà coi như là không thấy gắn luôn. Cái này mới gắn lên phải không? Em mới ướm lên cho chị coi thử thôi. Nếu như mà chị vô mà chị mà gắn keo vô nữa là coi như là nó còn đẹp hơn như vậy nữa. Cái này là chị ướm thôi đó. Em ướm mà chị thấy nó tự nhiên như vậy, thấy không? Nó đẹp luôn. Cái này là em đo theo khớp mắt của khách hết cho nên cứ vô cái này là em dính. Em đặt từ bên kia về. Cho nên cứ về vô là chị thấy. Hàng này là hàng Thái hay là hàng gì? Hàng xịn luôn. Hàng Quốc á. À, của Hàn Quốc luôn hả? Cái này hàng cao cấp mà. Một cặp là xài tới mấy chục lần lận, xài tới xài luôn hoài. Còn cái loại rẻ đấy, cái loại gân trong rẻ thì có một cái loại gân trong rẻ nó là cái này là có mấy chục ngàn thôi, nhưng mà cứ xài cái, nếu mà chịu xài cái hàng xịn này luôn. Này chị,
mấy hàng này rẻ lắm, có 40 là 40 ngàn một hộp thôi. Đó, thằng này là 40 ngàn một hộp. Gân trong này có 40 ngàn mà cái này nó hàng nó chỉ tháo ra tháo vô là nó bị đứt cái sợi gân. Nhưng mà cái đường này nó làm như nó dạ, với lại nó em bao tháo ra tháo vô là nó bị đứt cái gân. Rồi mấy lần nó không lỗi. Này là không bị. Rồi bây giờ tính ba kèm để mình gửi tiền trước ha. Rồi tính trước cho mình. Trước hàng mình đi rồi cái gì lấy thử một hai nào cũng được. Đâu có lấy cái này chứ. À một ba cây, mỗi ba cây lên cái. Mỗi cây là. Ủa sao không lấy móng này cho chị luôn, móng này móng inox luôn hay chị muốn móng thép? Mình còn ở nhà hả mấy cây luôn đó. Lần đầu về mình cũng mua. Bớt tới 10 ngàn hết chứ. Bớt tới 10 ngàn cho chị. Bớt tới 10 ngàn. Lấy cái này thì bớt tới 10 ngàn. Giờ mới luôn thử một cây này. Cái này cây này cái gì? Nó không có giống. Chị lấy thử 4 cây đi, 4 cây 4 cái này là móng. Cái này móng inox, cái này móng thép. Cái thằng này chị xài lâu nó bị sét. Còn nếu em khuyên là chị mua luôn inox luôn, khỏi cần mua cái thằng này. Cái này cũng bằng giá hả? Dạ. Cái thằng này bằng giá thằng này chị. Bằng 150 đó, bởi nãy em mới nói chị lấy được 2 cây là rẻ thôi. Dạ. Cái này của mình là 330. Dạ, cái này của mình là 330. Ừ. Kèm của Lâm á chị, kèm của Lâm chứ nghĩa em cũng có tháo kèm. Lúc trước chị mua nghĩa à. Không phải nghĩa cái cũng là tốt, cũng có thương hiệu như vậy nhưng mà nó lên giá hoài, cái người tiêu dùng người ta không thích. Trời ơi, mình về một lần mua 3 4 cây luôn, cái lục cái thôi mà cái mai mốt mình về em đi bán là 100 cây 100 cây không đó, cứ 50 cây là chị vô 2 kg, 100 cây là vô 4 kg, khách nước ngoài về cứ ẩm đi ẩm đi ẩm đi vậy thôi. Người ta đâu có mài đó đâu, nhiều khi thôi. Nhưng mà nếu như chị có dịp chị cầm về thì em sẽ mài cho chị. Vậy hả? Dạ đúng rồi. Thợ người ta xài nhiều quá mà 100-200 cây mà chị biết không? Về cái vali người ta trống người ta nhét ở dưới. Mà mấy cái mốt mà chị gửi nó không có kiểm được hết. Là chỉ cầm về có 1 cây 5.000, 10.000 là chị mài được vậy hết. Tại vì căn bản là chị cắt móng hết rồi. Nó có cắt da, cắt khóe với cắt móng chị. Cái này là 3 cái. Cái này cắt khóe nè. Còn cái kia cắt da. Đây có bán mấy đồ cạp tóc nữa nè con. Nó đủ kiểu đó. Cô nói cái đồ cạp tóc nó chưa chắc. Có hết rồi. Mày cản đường mà. Thôi, em mà quay. Giờ mình qua đây là hàng áo ngực. Tiểu bây giờ thua hàng. Kiếm hàng gì không chị? Mua bãi thì giờ xem. Ở đây á, dài ở đây ha. Tại bởi vì quà hương là bán đủ kiểu hết à, nếu mà ai mà có về là ghé vô mấy cái tiệm áo dài rồi nha. Hôm nay chị chưa quảng cáo ren bên này ren đó, áo dài ren đó nè. Đây là mình Minh nè. Rất nhiều ren luôn, đẹp quá. Bốn cái gì cũng có, mẫu mã nào cũng có hết trơn mà. Đẹp quá trời luôn. Bây giờ mình lên tầng trên nữa. Tầng trên đây thì bán quần áo. Cao cấp cũng có nha, rất là đầy đủ luôn. Bên đây là bán quần áo. Đây có sọc là quần jean. Đây là sập tâm. Ở đây đều có tên hết nha. Mấy cái sập này có tên hết. Nếu mà mình thích sập nào thì mình tìm tới cái tên mua sập đó. Bán đầy đủ hết quần áo nè. Cái này là mình chỉ quay sơ thôi. Còn ở đây là hàng áo lạnh, áo len đó. Chợ này là Việt Kiều vô nhiều lắm nha. Chợ này là bán sỉ lẻ luôn. Cái này mình chỉ quay sơ thôi đó. Đầu
Thử có đồ. Đi qua Mã La. Hai con cá nha. Bông, bông tôi nói ở trước, ở trước. Bông nói mai lấy 10 tô đi. 10 tô cho nó ăn hết rồi. Để ăn là để ăn là bà 7 tô rồi. Gì 7 tô vậy kìa. Đúng rồi má. Con đi rồi, cá chưa? Rồi đặt cả mua luôn hả? À, Diễm lên đây coi nè Diễm, coi cái áo này nè Diễm. Em lấy giùm chị cái áo này xuống. Cái áo đó đó. Cái này size mấy nha? Cái này phi size chị. Phi size à? Cái này rồi mà giá bao nhiêu vậy em? Chị mua sỉ, mua lẻ chị. Không, chị mua lẻ. Má, kể lối má. Giá sàn 350 hả? Cái này là hàng ở đây lên đó hả? Sỉ là chỉ phân 3 cái đúng rồi, em mới tính giá sỉ nha chị. Còn anh nó mua, chị mua lẻ em báo giá lẻ chứ. Chị hỏi giá sỉ nó làm gì. Cái này là có size nhỏ không? Cái này chắc bự lắm à. Free size. Cái nhưng mà cái này em còn có một áo à. Cái này em còn có một cái rồi. Cái này bự quá ha. Nãy chị nói 300 mấy? 350 hả? Cái này hàng tơ, còn lấy hàng sạch, hàng mềm giá. Cũng giống nó luôn á hả? Không, khác chất liệu. Cái này mềm hơn, phơm nhỏ hơn. Phơm nhỏ hơn. Cũng bằng giá luôn hả? Không, rẻ hơn. Cái này nhiều. Cái này hả? 190. Còn này 350 hả? Cái này có là hàng xịn. Nhưng mà nếu mà có size nhỏ chút được ha, này bự quá. Một size chị. Thôi. Chị thì nhỏ nên lấy cái này. Thôi chị thích màu trắng. Cái này thì có trắng, cái này có trắng. Có đủ màu á chị. Ý là chị ba mập, chị ba mập này nó bị. Nó phình da, nó đơ. Đúng rồi, cái này. Ồ, cái này vậy đi. Làm quen đi, lấy cái màu nữa. Mua hai bộ đi, chạy ra nữa. Không, hàng tôi hàng xịn không có bị đâu. Tao cho có về cứ coi kỹ, có gì ra đổi. Ừ, ở đây chị đang lấy bạn. Cái không còn cái sai dài dài lỡ lỡ. Cái là một sai. Sai. Bởi vậy mình đi về á, là về đây mình mua. Tại vì á, hàng Quảng Châu, hàng Hậu Sự là có hết đó, đầy đủ hết. Anh của mình biết mấy cái sọc đó, mình mua. Bây giờ mình lên thêm một tầng nữa, tầng trên đi. Ở đây á, thấy đâu coi, một, ba tầng. Quần sọt đủ kiểu hết luôn. Trên đây là bán áo dài may sẵn. Mình muốn mẫu nào cũng có hết, đủ kiểu hết trơn. Ở đây là có tiệm áo dài may sẵn là Kim Lai. Mẫu này của người lớn nè. Đẹp quá trời không? Mấy mẫu nó đẹp quá trời luôn rồi. Cái này một bộ vậy nhiêu chị ha? Một bộ 750 hả? Là tính luôn quần luôn á hả? Bộ 750 à? Rồi đủ kiểu hết trơn á. Cái này là có đầy đủ size luôn hả chị? Đẹp quá. Kêu nó lên lầu đi. Ở trên đây, trong đây nữa nè. Bộ này là 650. Đủ màu hết nè. Áo dài á, rất là đẹp. Ôi, nếu mà có ai ở bên nước ngoài về ha, để ghé vô đây. Trời ơi, đủ kiểu hết trơn á. Rất là đẹp mà sang lắm. Trời ơi, em đang ăn rồi, nó ngồi nó quay. Nó ra cần cái bụi dưới cho anh.
Ừ. Đẹp quá Diễm ha. Bên đây đó nè. Mấy cái hàng mặt hàng bên đây á, là nhiêu một bộ chị? Này cái này là đính hả? 2.350.000. 2.350.000 hả? Là ở đây hàng đính kết luôn hả? Đẹp quá. Rồi. Cái này là người ta bỏ vô cái bịch đó, tại mấy cái hàng này là cái hàng người ta đính đính mấy cái hộp cườm á. Món này là áo dài chắc gấm 750. Áo dài in 650 một bộ. Đẹp quá. Alo. Alo. Quá đẹp luôn đó. Alo. Dạ, nghe nè anh ơi. Trời ơi chị chuyện muốn tham gia điện máy xanh luôn nha. Ở đây là hàng áo dài cho nít, mấy em bé đó. Mình đi xuống lầu, hàng ở đây là hàng dài dép, túi xách. Nó có nằm mấy góc luôn. Cái góc bên đây đó, nó có cái cửa sau. Đường đi là cửa sau, không biết ra đường gì đây. Có ở đây là những cái sập bán dài dép, túi xách. Ống ngực nữa. Vali đó nè, túi xách, vali túi xách. Đi tới đâu? Rồi đi, đi, mình đi trở ra. Áo ngực nữa nè. Ê, có mua áo ngực gì em? Bộ hồi mình kiếm mua luôn đi, một cái áo ngực luôn. Giờ dép nè. Hello chị. Chị. Mắt kiến. Ủa gì vậy? Nãy cái này nãy con mua cái này. Cái này cũng tốt hơn. Trên của ai? Còn của con. Cái này chanh dây. Uống đi khát nước quá, uống xong mình đi vòng vòng chắc đi về á mọi. Kiếm chỗ ngồi trước đi. Đẹp quá, 60.000. Đẹp quá trời luôn á. Con có mua tặng bạn con không? Rồi, hồi nãy giờ mình đi chợ này xong rồi mình đi về ghé. Bây giờ mình ghé ở chợ Kim Biên. Chợ Kim Biên á là nhà gì của mình ở đó đó. Mình ghé ở đó mình cũng mua một ít đồ ở chợ Kim Biên nữa. Ở
vậy đó, là có bán hủ tiếu mì với sủi cảo nhậm, giống như nhậm tiệm sắm ấy, nhậm xà bữa sáng. Mình đi á, mình đi chợ buổi chiều về nhà nó không có đông nè, ê nó không có nóng nè, nó mát. Trời ơi, tới kịp lúc. Thì con mới về hả? Dạ. Ủa sao khóa lại chi vậy? Kỹ quá, sợ mất xe hả? Đồ nhiều quá mà. Trời ơi, dì ơi. Biết gì biết con, tụi con đi đâu không? Tụi con mới đi chợ ăn đâu không về. Bây giờ đi xong chút xíu tụi con qua chợ Kim Biên để chờ nó mát mát chút xíu đi. Đúng rồi. Bây giờ đi lên nhà dì nha. Giờ khép lại hả dì hả? Bây giờ này chợ sắp dẹp rồi. Chắc về luôn. Mình đi coi vòng vòng đó đi, đi bộ đi đi gần nhà luôn á. Bây giờ hello. Ngồi bác sĩ. Chợ Kim Biên thì bán nhiều đồ điện, căng căng ký đó rồi. Một gà nước, một thịt lộn. Ồ, mấy cái can điện tử à. Giờ này đông lắm. Cái này là chợ Kim Biên á, giờ này cũng hơi chiều chiều rồi. Người ta sắp dẹp chợ rồi. Đó, mấy cái vỏ điện thoại kìa. Muối gì con?